Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, mùng 9 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, tại Bắc Bộ trời nhiều mây ít mưa, Trung Bộ khô ráo có nắng. Cụ thể tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam khối không khí lạnh lệch đông với hoạt động của đới gió Đông Nam ở tầng thấp, vì thế mà tiết trời ẩm ướt, nhất là khoảng thời gian về đêm và sáng. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, độ ẩm không khí cao. Về đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Còn ban ngày, nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm nay, mức nhiệt cao nhất cho chiều mai từ 23 đến 25 độ. Sau đó nhiệt tăng nhẹ mỗi ngày. Dự báo thời tiết sẽ có khoảng thời gian tạnh ráo từ 1 đến 2 ngày trước khi đón thêm đợt không khí lạnh gây mưa tràn về vào ngày 11 tháng 3. Theo các chuyên gia khí tượng, khoảng từ ngày 15 tháng 3, khi rãnh áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng, thời tiết các khu vực trong tỉnh sẽ tạnh ráo và bừng nắng. Xuôi xuống miền Trung, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trong 3 ngày tới trời nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng. Ban ngày trời khô ráo, nên lúc hửng nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng dần mỗi ngày, trời chỉ se lạnh về đêm và sáng. Còn mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến từ 23 đến 25 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 25 độ. Còn khu vực từ Quảng Bình tới Bình Thuận trong 3 ngày tới, phổ biến ít mưa, ngày có nắng, với nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam và mức nhiệt dao động từ 28 đến 31 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi xấp xỉ 32 độ. Lên đến vùng cao Tây Nguyên, tại đây trời hầu như không mưa, đêm và sáng trời se lạnh, có sương mù nhẹ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ. Ban ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ, tại đây đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, trời không mưa, ngày nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trên cả nước phổ biến từ 31 đến 34 độ. Miền Đông nhiều nơi trời nắng nóng với nhiệt độ đạt ngưỡng 35 độ. Dự báo trong tuần sau, từ ngày 11 đến 20 tháng 3, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa, mưa rông xuất hiện nhiều ngày có thể kèm theo gió giật mạnh trong những cơn rông, lượng mưa tuy không quá lớn. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước mùng 9 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 22 đến 25 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, miền đông từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km,
gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng khu vực đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.